luôn. Và hôm nay thì Lu sẽ dẫn các bạn đi khám phá một nơi được mệnh danh là thiên đường bánh crepe Nhật Bản. Và quán mà Lu vừa nhắc đến đó chính là Tanpopo, nằm tại 253 Lý Tự Trọng, quận Nhất. Đúng rồi. Và ở đây không chỉ riêng có bánh crepe đâu nha, còn có trà sữa nè, rồi kem nữa. Nhưng mà bánh crepe là một cái đặc biệt, rất đặc biệt ở đây. Thì mấy bạn có thể thấy là có rất nhiều, 20 loại luôn. Và bây giờ cái mùi thơm đó Lu đã không thể nào cưỡng nổi nữa, cho nên mình sẽ đi vô order. Let's go. Tao vô xin chào. Anh đang kêu order bánh nha. Bạn có thể chọn một xíu vào đây. Là sao? Tức là mình chọn ở đây thì mình sẽ lấy. Mình sẽ có một cái phiếu ở đây. Trời, ở đây không có order giống mấy chỗ khác. Tức là mình sẽ lựa những cái phiếu ở đây, sau đó mấy bạn sẽ đem đến cho nhân viên để mình thanh toán. Giờ mình sẽ lựa nha. Hôm nay Lu sẽ lựa 4 bánh, 2 bánh mặn và 2 bánh ngọt. Trời, nhiều quá. Bạn đi sao được này? Bánh nhỏ nè. Được, tôi sẽ lấy một cái. Tiếp 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 tiếp. Đây. Oh no one luôn nè mọi người. Bachelor nhất nè. Cái này bachelor thứ hai nè. Lấy luôn, lấy. Còn một cái nữa. Cá luôn. Yes, xong. Anh ơi, bánh em lấy xong rồi nhưng mà dù cam có hạn á, giờ làm sao lấy nước? À, nước của mình sẽ order từ đây. À, sẽ ăn thêm kem và coffee. Đây, em gửi bánh trước nha. Mình mua 4 bánh, cho nên mình sẽ order 4 ly nước cho đẹp đội hình. Chiến lợi phẩm mà nãy giờ tôi đã order thì ở đây sẽ có 4 bánh, 2 bánh ngọt và 2 bánh mặn. Ngoài ra thì lúc có order thêm 4 ly nước nữa. Bây giờ mình sẽ thử món đầu tiên nha. Thì giờ mình thử đồ mặn trước. Đây là cá ngừ mayonnaise. Đây. Và ở đây thì anh nhân viên có chỉ cho Lu là khi mà mấy bạn ăn á thì không phải là mình tháo hết cái bao này ra đâu nha mấy bạn. Đó là nó sẽ có một cái dấu như đây nè, khi mà mình sẽ tháo theo chiều ngược đồng hồ. Và bạn ăn đến đâu thì mình sẽ xé đến đó. Đó, giờ mình sẽ xé. Dạ. Ồ. Đây là bên trong của cái bánh. Vỏ bánh á thì nó sẽ có hai loại, một cái là vỏ bánh thường và một cái nữa là vỏ bánh cà xanh. Nhưng mà hôm nay Lu sẽ ăn vào bánh thường thôi. Rồi, để qua bên. Đây là cá ngừ nè. Đã chưa? Xấu xấu à. Cá rất là ngon. Cái sốt mayonnaise này rất là lạ, không phải là sốt mayonnaise bình thường mình hay ăn nữa. Cái phần nhân được xử lý rất là khéo luôn, kiểu không có một cái mùi vị tanh nào hết, cho nên là rất là dễ ăn. Đây là vỏ bánh, cái vỏ bánh này rất là mềm, ăn thơm, siêu thơm luôn. Và khi mà mấy bạn đến á, khi mà order rồi thì bếp mới bắt đầu làm chứ không phải là có sẵn, cho nên là yên tâm về độ tươi của nó nha. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ uống nước. Uống ly này trước. Đây là trà sữa truyền thống. Dạ. Trời, rất là thơm luôn á, siêu ngon. Với lại là trà sữa không có vị ngọt, rất là đậm vị trà. Sữa không có quá béo, chân trâu mềm nè, ngơi thích chân trâu này quá à. Ăn nó không có bị sượng xíu nào luôn á. Đó luôn á. Sữa tiếp. Cái này rất là phù hợp để mấy bạn có thể vừa mang đi vừa ăn được. Ở quán này sẽ có chỗ ngồi,
Và đằng sau mới đây, các bạn có thể thấy, ôi, nguyên một dàn mô hình xuất sắc luôn. Bạn nào mà là fan của phim hoạt hình thì chắc chắn một đề là phải đến đây thật sự. Giờ nó ra bánh ngọt. Đây, đây là trong này thì có chuối, sốt caramel. Ở đây thì có hai sốt, được sốt caramel với lại cả chocolate. Cái này được mệnh danh là món ngon nhất trong cái menu đồ ngọt. Và hồi nãy Lục cũng có thấy là để no one luôn mọi người. Nên giờ mình sẽ kiểm chứng. Có chuối. Có chuối nè. Kem. Rồi cái whipping cream này xuất sắc. Mình có chuối nè, rồi có whipping cream với lại cả sốt. Thì sốt mấy bạn sẽ được chọn. Nếu như mà thích sô-cô-la thì chắc chắn một đều là phải ăn. Còn nếu như không thì mình có thể nhẹ nhàng hơn, ăn caramel. Đấy, như luôn. Mình ăn đồ ngọt cho nên là mình sẽ uống trà để cân bằng lại. Lô là một con nghiện trà cho nên là Lô không thích uống ngọt. Mà nãy giờ là trà sữa thì rất là vừa vị nha. Trà rất là đậm, sữa thì rất là thơm, không quá béo. Còn cái ly trà này nếu như mà bạn là người hảo ngọt thì bạn uống cái này mình sẽ cảm giác được là giống như là không bỏ một miếng đường nào luôn á. Ý là Lô hay uống trà nhưng mà Lô uống vô Lô vẫn cảm nhận được cái vị đắng. Thơm, thơm quá. Cái bánh này không hổ danh là best seller trong cái menu đồ ngọt. Còn cái bên này nè là best seller trong menu đồ mặn, tí nữa tôi sẽ thử. Trung bình á, giá bánh crepe ở đây sẽ là từ 50.000 cho một bánh. Và sẽ có vừa có như mặn vừa có như ngọt. Và có bánh crepe ngọt đặc biệt nữa là sẽ có kem trong đó nữa. Còn trà sữa thì cũng sẽ từ 40-50 ngàn. Nói chung là giá cả sẽ đi đâu với lại chất lượng. Cho nên là mấy bạn có thể yên tâm khi đến đây. Và tiền này cũng đấy mà đúng không? Cho nên là Lô rất là hài lòng khi mà mình bỏ ra số tiền này để ăn. Không quá mắc cũng không quá rẻ. Vừa phải cho một cái bánh cuốn đường như thế này nè. Ăn đi giờ cũng chưa hết. Và điều đặc biệt nữa là ở đây bánh crepe sẽ được đầu bếp người Nhật làm. Các bạn nhìn mấy bạn sẽ rất thích. Kiểu như là được xoáy kem, áo sơ mi xong rồi kiểu làm từng cái bánh, làm từng cái bánh cho mình ăn nữa. Cho nên là nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Vui lòng không bớt mạnh vào ly. Chúng ta chỉ nên nương niu các em ấy theo nếp. Giờ Lưu sẽ thử cái này. Nhìn chung thì nhìn thấy hơi giống nhau đúng không? Cá nhân Lưu thì Lưu thích vị này hơn. Là cái whipping cream này á, nó ngọt, béo, ăn rất là ngon. Nhưng mà nếu như bạn là một người không thích ăn quá ngọt thì mình có thể gọi món này là bởi vì là cái phần rau chua nó sẽ kìm lại cái vị ngọt của cái phần cream này. Nói chung là nó cứ hòa quyện ở trong miệng á, vừa phải lắm luôn, chứ không có bị quá ngọt. Còn nếu như mà bạn thích ăn ngọt thì chắc chắn bạn phải gọi cái bánh hồi nãy, cái bánh chuối hồi nãy. Trời ơi, bao xuất sắc luôn á. Nên đây là bây giờ mình sẽ để một bên để mình thử cái món vừa đẹp nhất bữa nay. Luôn nãy giờ nó hóng nó lắm rồi, mình sẽ để vào đây, tí nữa mình sẽ ăn. Đây là em vừa đẹp nhất bữa nay. Đây là món có một cái tên ngắn lắm, rất ngắn. Crepe kiểu pizza xúc xích đặc biệt. Đó, để vô thử mấy bạn, cho mấy bạn thấy dòng nào dài nhất thì mình sẽ gọi món đó. Và món này được recommend cho những bạn mà khi mà lần đầu đến quán nhưng mà chưa biết ăn gì thì phải gọi món này đầu tiên. Giờ mình sẽ ăn nè, phun cay nè. Ủa nù luôn á. Rồi giờ tôi ăn đây. Mời mọi người. Cái này cũng có cái ngừ nữa. Có một cái, à trứng. Trứng. Cái bánh này không thể có vị pizza. Thật ra là Lưu nghĩ là
Tại vì kêu pizza là bởi vì trong này nó có quá nhiều nhân á. À, có trứng, có cá ngừng, xúc xích, rồi phô mai. Cho nên là ở quán đặt là pizza. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ Lu sẽ thử hai bé màu sắc nhất bữa nay. À, bên phải của Lu là sữa tươi matcha vị Nhật Bản, còn bên trái là em sữa tươi sakura. Ô, anh đào. Rất là thơm luôn. Cái vị sữa tươi này rất là thanh và rất là thơm. Cái kiểu lạ, không biết diễn tả ra nữa, nhưng mà nó thơm. Kiểu nó thơm mùi hoa lắm luôn á. Giờ mình sẽ thử tới màu xanh. Matcha thì mấy bạn nhớ quậy đều lên nha, thì bình thường là một matcha nó sẽ bị động lại á, cho nên là lúc mà bóc thì sẽ hơi đắng, nên là mấy bạn nhớ khuấy đều lên. Cái matcha này rất là kiểu như là nó thơm nồng ở trong miệng á, với lại là thật sự đó là matcha Nhật nó sẽ kiểu hơi có một xíu vị tanh một chút xíu, nhưng mà nếu như bạn biết uống matcha thì trời, cái vị đó không thành vấn đề, tại vì uống vô rất là ngon. Giờ Lu sẽ quay lại ăn hai cái bánh của Lu. Đây, Lu còn hai bé. Ok, và Lu sẽ update tại đây. Lý do là hai bé này bụng quá, cho nên là nếu mà ngồi cắn nữa thì mấy bạn sẽ phải ngồi đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cho nên là Lu sẽ update nha. Địa chỉ ở đây là số 253 Lý Tự Trọng, quận nhất. Và quán có tên rất là dễ thương luôn á, Tam Buffo. Lu sẽ để link bên dưới để có thể click vào coi nha. Ở đây là nguyên một cái thiên đường đất crepe Nhật Bản thật sự. Nếu thấy clip hay thì nhớ like, share và nhấn subscribe cho Thánh Âm TV nha. Còn bây giờ thì Lu sẽ ăn tiếp đây. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn.